Đây là phố Nghĩa, à phố phố Tô Hiệu bạn ơi. À, công viên Nghĩa Đô này. À, công viên Nghĩa Đô này. Vẫn vắng bóng người. À. Các bạn thấy thấy là phố Tô Hiệu này cây nó xanh mướt luôn nhỉ. Cây xanh mướt luôn các bạn. Này rất là mát mẻ nhá. Đây là cổng công viên Nghĩa Đô các bạn nhá. À. Rất vắng vẻ người. Tô Hiệu là cái phố ăn uống rất là sầm uất. Đấy, các hàng cà phê rất nhiều nhưng mà chưa được mở các bạn nhé, hàng cà phê chưa được mở. Đấy, hiện nay là các cái hàng ăn uống mang về đã được mở tại Cầu Giấy các bạn nhé, nhưng mà hàng cà phê thì chưa được mở này. Đấy, các hàng bán đồ lưu niệm này. Đấy. Lâu lắm rồi nghe tiếng tít còi nó rầm rộ như vậy. Đây là khu khu phố xanh này vẫn đang còn cái chốt thì chưa mở chưa dỡ ra các bạn nhé. Cái chốt kiểm dịch chưa dỡ. Đấy, một số chốt vẫn chưa dỡ còn này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Đây, vùng xanh này chưa dỡ này. Đấy. Mặc dù đã được mở cho ăn uống mang về nhưng một số hàng ăn uống người ta vẫn chưa mở đâu. Vẫn còn lác đác, các hàng đã mở ra lác đác các bạn. Đấy, đây, hàng bún vào Huế mang về đã mở rồi các bạn nhé. Đây, góc phố này đã mở này. Đấy, các bạn thấy không, đã mở này. Đấy, khu này vẫn chưa được đi lối này các bạn nhé. Đấy, vẫn chưa được đi lối này đâu. Vẫn đang một số vị trí thì vẫn đang để chốt và chưa mở các bạn nhé. Chưa dỡ cái chốt. Đấy. Đấy, bún ốc sườn ăn đây là mê đã mở rồi, rất nhiều hàng ăn đã mở rồi, rất tuyệt vời các bạn. Đấy. Bước sang kia là phố Trần Quốc Hoàn, bên tay trái là phố Nguyễn Phong Sắc.